Xin chào mọi người, sau mấy ngày vật lộn cùng cái update 20 thì tôi đã trở lại rồi đây. Thật sự thì đợt cập nhật này khá là thú vị. Hiện tại tôi đang cần một tổ đội để có thể đi săn Leviathan. Vì thế anh em nào có nhu cầu thì thêm bạn bè với tôi rồi đi săn chung nhé. Cái nhiệm vụ lần này nó đề cao tinh thần đồng đội quá, không chơi theo hệ cô đơn được. Tiếp tục với hành trình còn dang dở của chúng ta thôi. Hiện tại tôi đã đạt được ngưỡng sức mạnh 611 và sở hữu hơn 3 triệu belly. Có thể nói giờ tôi là người giàu, chính vì thế tôi đã quyết định sẽ bái sư học melee mới. Tại đây sẽ gặp một con mồn lèo và cần trả cho nó 500 cành belly và nó sẽ dạy cho tôi tuyệt kỹ võ điện. Sau khi có được món võ mới trong tay, tôi tiếp tục đi nâng cao trình độ của mình và cầy cái Mattezi chết tiệt này. Vì mới nhập môn lên không thể dùng bất kỳ kỹ năng nào, định mệnh nó chứ. Thậm chí trong quá trình này tôi còn nhổ cả cánh của bọn thiên thần sau khi hủy diệt chúng. Sau một vài phút đánh cho bọn thiên thần lên bờ xuống ruộng thì tôi chợt nhận ra có một món vũ khí vô cùng quan trọng mà tôi vẫn chưa lấy. Trước đó thì cứ phải chơi xổ số cái đã. Tắt nhạc đi, không trúng được giải độc đắc rồi. Cơ mà được quả băng này cũng khá tiện cho việc đi hành mấy con gà cùng cấp độ, để cho tụi nó biết ai là đô đốc Aokiji. Giờ thì đã đến lúc tôi thực hiện công việc lấy cây kiếm của ông chú cụt tay. Đây cũng chính là điều kiện để có thể sang bên C2. Mặc dù không muốn đánh người già nhưng mà không đánh lại không được. Trước tiên sẽ phải hoàn thành 5 nút bấm ở trên hòn đảo khỉ này. Giờ thì tôi sẽ cần cây đuốc ở dưới đây để có thể đốt cháy được một cánh cửa ở sa mạc. Thay vì đốt đuốc thì sao không ăn mẹ trái lừa rồi đốt cho nhanh nhỉ, đỡ khỏi đi bấm nút với cha mở cổng. Vào căn nhà đổ dưới sa mạc có cánh của màu đỏ rồi sau đó đốt cửa và nhận chén thánh. Thề chứ cái đường đi nó khó nhìn vờ lờ. Giờ thì cháy lên đi lửa trên cao nguyên. Sau khi cánh cửa A được mở thì hốt vội cái chén thánh rồi qua đảo băng để hưng nước cho thằng ăn xin nó uống. Thề chứ sao thằng ăn xin này nó không tự nết xuống đó mà uống nhỉ, với uống bằng cái mẹ gì chả được. Cứ phải bắt dùng chén thánh mới chịu đờ mờ. Cần hưng mãi mới được cốc nước thì mình không được uống mà phải đem cho thằng ăn xin. Đã thế còn bị nó hốt luôn cái chén, nếu đem bán được bội tiền đó chứ. Giờ nó bảo mình gặp thằng con trai của gã để được nhận thưởng vì cho gã cái chén với uống nước. Nhưng mà khi tôi gặp thằng con trai của gã ăn xin thì nó lại nói tiền đã bị cướp hết rồi và tôi phải đi lấy lại cho nó. Thề chứ định mệnh tôi thà cướp mẹ của thằng này ngay từ đầu đi có phải đỡ mệt hơn không? Cần gì phải nó thưởng cho nữa? Đúng là hải tặc này tốt bụng quá mà. Đến nơi thì thấy thằng cướp này nó đứng sẵn bên ngoài để tiếp đón tôi rồi. Không phải vì cái nhiệm vụ chết tiệt thì anh với chú đã có thể kính nhau một ly rồi sau đó vét sạch của cải của cha con nhà tụi nó. Rất tiếc khi chúng ta phải kết thúc như thế này. Lấy được lại tiền rồi, giờ thì ói phần thưởng ra đây cho bố mày mau. Thằng này nó vẫn cứ ra vẻ thượng đẳng khi mà nó bảo tôi có thể giữ di tích cổ này như một phần thưởng. What the fuck thật sự. Trở lại với đảo khỉ thì giờ tôi đã có khóa để mở cánh cổng thả anh xác tóc đỏ ra ngoài. Cơ mà không biết anh thủ dâm tinh thần trong đó hay sao mà vào kín vậy. Để người ta đi tìm hết chỗ này đến chỗ khác mới lôi được ra đánh cho một trận. Ở server này xác tóc đỏ bị giết rồi thì có thể qua server khác để tìm. Tỷ lệ ra cây saber là 100% lên cây kiếm này khá dễ lấy. Loành hoay một hồi thì không hiểu sao thằng nào kéo được ông này lên tận bên trên này, ảo thật đấy. Giờ thi combat thôi.
Tập hôm nay đến đây thôi nhá mọi người. Bye bye và hẹn gặp lại.